Hôm nay, ngày 15 tháng 6 năm 2017, thứ năm tuần thứ 10, mùa thường niên. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, cho đến nay, mỗi lần đọc sách mô vẫn còn có cái màn che lòng con cái Israel. Nhưng khi người ta đã trở lại cùng Chúa, màng ấy mới được cất đi. Chúa là thần linh, và ở đâu có thần linh Chúa thì ở đấy có tự do. Phần chúng ta hết thảy không màng che mặt, chúng ta phản ánh vinh quang của Chúa, được biến hóa giống hình ảnh Chúa, từ vinh quang này đến vinh quang khác, xứng với tác động của thần linh Chúa. Bởi thế, đảm nhiệm việc phục vụ do lòng thương xót chúng tôi đã được hưởng. Chúng tôi không ngã lòng. Nếu phúc âm chúng tôi còn ẩn khuất thì cũng chỉ ẩn khuất cho những ai hư mất, cho những ai không tin, vì thần thế gian này đã làm cho tâm trí họ trở thành mù quáng, khiến họ không còn thấy ánh sáng chói phúc âm của vinh quang Đức Kitô, người là hình ảnh của Thiên Chúa. Thật vậy, chúng tôi không rao giảng bản thân chúng tôi nhưng rao giảng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng tôi. Chúng tôi chỉ là tôi tớ anh em vì Đức Giêsu bởi Thiên Chúa đấng đã phán, sự sáng hãy từ bóng tối tỏa ra. Chính người chiếu sáng trong lòng chúng ta, hầu làm sáng tỏ sự hiểu biết về vinh quang của người trên tôn nhang của Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa ta ơn chúa vinh quang chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi tôi sẽ nghe chúa là thiên chúa của tôi phan bao điều chi chắc hẳn người sẽ phan bao về sự bình an vâng ơn cứu đồ chúa gần đen cho những ai tôn sợ chúa để vinh quang chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi vinh quang chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi lầu nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau Đức công minh và sự bình an hôn nhau âu im từ mặt đất đức trung thành sẽ nở ra và đức công minh từ trời nhìn xuống vinh quang chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi vâng chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hào và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trai Đức công minh sẽ đi trước thiên nhan chúa Và ơn cứu đồ theo sau lốt bước của người Vinh quang chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi An lê lui gia, an lê gia Chúa phan, nếu ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy và cha thầy sẽ yêu mến người ấy và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy Alleluia Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew Lạy Chúa vinh danh Chúa Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái thì các con chẳng được vào nước trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng không được giết người, ai giết người sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Còn thầy, thầy sẽ bảo các con, bất cứ ai phản nộ với anh em mình thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc thì bị phạt trước công nghị, ai rủa anh em là khùng thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dân của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em con trước đã. Rồi hãy trở lại dân của lễ, hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó. Kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan tòa, quan tòa lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục ta bảo thật cho con biết con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng đó là lời chúa lạy chúa ki tô ngợi khen chúa sứ điệp luật yêu thương chúa giêsu dạy cần thực hiện cách cụ thể sống hòa thuận và biết tha thứ ta cần phải biết sống yêu thương tha thứ như lễ vật dân chúa mỗi ngày cầu nguyện là chúa là cha của con con hân hoan dân cha tâm tình yêu mến cùng với anh em con hôm nay con không đến với cha một mình nhưng con đến cùng với anh em khác lạy cha trên đường đến với cha con còn gặp biết bao trở ngại từ chính con con chưa hòa hợp được với anh em Con còn khó chịu với người bên cạnh Nhưng cha muốn con nắm chặt tay bạn bè trong tình thương mến Cha muốn con đi bước trước đến với người bất hòa với con Làm hòa với họ trước khi đến với cha Lại cha con chiêm ngưỡng hy lễ tuyệt hảo của con cha trên thập giá hy lễ của chúa Giêsu trước khi hoàn tất hy lễ ấy chung quanh thập giá đông vô kể những kẻ bất bình và thù oán, họ đang hả he vì đã giết được ngài, con một cha đã ngước mắt lên thưa với cha lạy cha xin tha cho họ, thật là cao cả chính thiên chúa đã làm hòa với người đang cướp mắt mạng sống mình, lạy cha đây chính là lý do duy nhất thôi thúc con tha thứ cho anh em, tha thứ không phải là nhắc đảm nhưng là hành động anh hùng không phải là thua thiệt nhưng là nhận được nhiều hơn cùng với hy lễ thập giá của Chúa Giêsu hôm nay con xin dân cha không phải chỉ lời cầu nguyện không phải chỉ tâm tình yêu mến nhưng xin dâng lên cha lòng quảng đại tha thứ cho anh em amen trích cầu nguyện với chúa mỗi ngày thiên chúa không thấp vọng về con người Văn hào nga Eustoievsky với những tác phẩm nổi tiếng như Tội ác và hình phạt. Anh em nhà Kamado là người đã trải qua một cuộc đời đầy sóng gió. Sau một thời gian dài bị giam cầm vì lý do chính trị, ông bị kết án tử hình nhưng như một phép lạ vào giữa lúc sắp sửa bị hành quyết ông bỗng nhận được lệnh tha, người viết tiểu sử của ông kể lại như sau, trong thời gian trong tù, đã in đậm nét trên quãng đời còn lại của ông, từ trên chiếc máy chém nhìn xuống đám người đang đứng dưới chân mình, ông chỉ cần thấy họ là những người bị áp bức những người nô lệ đáng thương. Dù họ có phạm tội ác tày trời đi nữa, tâm hồn họ vẫn là tâm hồn của những con người vô tội, do đó đáng được tha thứ. Khi bước xuống khỏi máy chiếm. Karam Karamayo thấy mọi sự như vô nghĩa. Điều duy nhất còn ý nghĩa đối với ông chính là tình yêu Và cho dù trong suốt 30 năm sau Cuộc đời của ông đắm chìm trong buồn nhơ của tội lỗi Của khốn khổ, của ô nhục Ông luôn nhìn mọi sự qua lăng kính của yêu thương Một lần bị đưa lên máy chém ấy cho ông hiểu rằng Có người đau khổ, tất cả mọi người đều đáng cảm thông, thương mến Đó là sứ điệp mà Caramazo công bố suốt cuộc đời của ông Cả cuộc đời của ông là một cố gắng không ngừng để diễn đạt câu nói Hỡi người anh em, không có gì có thể ngăn cản tôi yêu thương bạn Nếu có những lúc chúng ta cảm thấy thất vọng về con người đốn mặt của chúng ta Nếu có những lúc chúng ta không còn tin tưởng ở tình người nữa Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu Chúng ta thấy ngay ánh mắt nhân từ cảm thông của Ngài Khi Gia keo thủ lãnh của phường thu thuế leo lên cây cao để thấy ngài, Chúa Giêsu đã ông tồn nói với ông: hôm nay tôi đến thăm nhà ông. Khi người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình được dẫn ra trước mặt ngài, Chúa Giêsu nhỏ nhẹ nói với bà: chị hãy về đi, tôi không kết án chị. Khi Maria Madalena đến quỳ dưới chân ngài, Chúa Giêsu đã không hất hủi cô. Khi Phêrô phản bội ngài. Chúa Giêsu nhìn ông với tất cả triều mến thông cảm khi tên trộm cừu bị treo trên thập giá hướng về ngài Chúa Giêsu đã hứa với anh hôm nay anh sẽ ở cùng ta trên thiên đàng ngài đã ngồi cùng bàn với phường thu thuế bọn đĩ điếm kẻ tội lỗi ngài tha thứ những kẻ đóng lên ngài vào thập giá qua cách cư xử của Chúa Giêsu Thiên Chúa muốn nói với chúng ta rằng ngài yêu thương con người bởi vì ngài không thể chối bỏ hình ảnh của ngài nơi con người chính ánh lửa ấy khiến cho thiên chúa vẫn luôn nhận ra được hình ảnh của mình nơi con người để không bao giờ thất vọng về con người bài trích sách lẽ sống